Rồi. Em chào anh hiệu trưởng. Chào A Mẩy. Sao nghỉ lâu thế, tưởng bỏ việc rồi cơ mà. Báo cáo với anh, em có xin quản đốc nghỉ mấy ngày, thì thủ về quê thăm vợ thăm con. Nhưng do cái dịch bệnh Covid nó phức tạp quá, cho nên em không ra đi làm được. Thế cậu có gọi điện báo cáo phân xưởng và công ty không? Báo cáo với anh, nhà em ở xa lắm, mà từ nhà ra đường to nó hàng trăm cây số cơ. Với lại ở vùng đấy thì chưa phủ sóng điện thoại, cho nên em không nên làm bằng điện thoại được. Em đã bị báo đảo nhiệm, công ty có gửi thư về tới tận nhà. Nay em có xin giấy của bản, của xã, khai báo y tế. Em có lên báo cáo với công ty và được công ty tiếp nhận cho đi làm trở lại. Vậy hôm nay anh xem có cái việc thì nó ngon ngon, bố trí cho em lên làm. À đây, quyết định của em đây, anh xem hộ em với. Cậu đưa tôi xem nào. Để tôi điện cho quản đốc đã. Alo. Báo cáo quản đốc, có công nhân A Mẩy nghỉ tự do quá nhiều ngày, nay được công ty tiếp nhận về làm việc tại phân xưởng, giao ca xong rồi, giờ bố trí vào đâu được ạ? Trường hợp của A Mẩy hả? Công nhân này nghỉ vô lý do dài ngày, vi phạm nội quy lao động của công ty cũng như của đơn vị. Về hình thức kỷ luật của đơn vị, đồng chí bố trí cho A Mẩy nên trực gác cửa lò dưới 100 đơn vị đang quản lý. A Mẩy nghỉ tự do quá nhiều ngày, lại vi phạm kỷ luật của phân xưởng, nay đến muộn không bố trí vào được dây chuyền sản xuất, mai đầu ca đọc bản kiểm điểm trước nhà giao ca, thứ bảy này học lại an toàn rồi mới được vào gương, rõ chưa? Rõ. Bây giờ lên cửa lò dương 100 trong cái xe rùa và bữa ca bàn giao lại. Anh ơi, em sang đây là để đi xin làm cái công việc trong hầm lò thì lương nó mới cao được. Chứ anh cho em lên đấy trông cái cửa lò với các cái xe rùa đấy, nó thực là lương thấp mà em không thích đâu. Cậu có biết cậu vi phạm lần thứ mấy rồi không? Lần này thì vô lý do dài ngày, cậu là được công ty và phân xưởng quan tâm lắm đó, lần sau đừng tái phạm. Nếu mà tái phạm sẽ chịu hình thức kỷ luật của phân xưởng, rõ chưa? Rõ. Thôi ghi lại đi làm. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Ôi trời, sao nó lại nóng thế nhỉ? Nóng thế nhỉ? Giữa mùa hè mà cứ ngồi trong cái chòi này, trong cái cửa lò này và gác cái xe rùa này thì chịu làm sao được? Mà lương thì thấp, mai này còn phải viết điểm nữa mới đâu chứ. Mình cũng đã xin với anh lò trưởng rồi, sao có cái công việc thì nó ngon ngon mà lương nó cao, cho mình xin làm. Đằng này cứ bắt mình lên đây trong mỗi cái cửa lò và các cái xe rùa này thì chịu làm sao được? Biết thế thì chả thém về quê lên cho xong. Ui giời ơi, trời nắng nóng như này mà đẩy mình đi xúc dẫn nước với lại đắp thằng đường này chịu sao được. Chết, mày quá, có thằng này nói các cửa lò khả năng mình lừa nó thế nào. Ê! Chào mày! Làm gì ở đây mà cứ thơ thần thần chung đi lại trong hết cả mặt hết? Chán quá anh ạ! Em hôm nay phân xưởng thì luôn. Cho lên đây trông cái cửa lò và gác xe rùa này. Thế anh hôm nay không đi làm à? Mà sau này vác cái xẻng năm nào nếp vào ra đây làm gì đi? Khổ lắm! Tớ cũng bị phân xưởng cho đi xúc tích nước. Và bây giờ về đây lấy cái xe rùa này để chở đất đá đất vào kè. Mà tớ nói với cậu này, thế người ta đánh kẻ chạy lạc chưa, đánh kẻ chạy đi bao giờ? Nhưng mà tớ ra đây là để xin đi làm lại, với lại mới có tiền nuôi vợ đứa con. Chứ không có tiền cho vợ thì vợ nó ghét cho. Thế mà tớ hỏi thật này, thế hôm nay phân xưởng bố trí cậu làm cái gì? Thì A Mẩy đã nói với cậu rồi, hôm nay được lên đây là để trông cái cửa lò
và gác chiếc rùa này thôi. Vất vả quá. Này, tớ nói thật này, trời thì nắng nóng to như thế này mà cậu ngồi trong cái chòi bằng tôn như kia thì có mà để chết cháy à? Thế sao không tiện cái xe rùa này, cậu tháo cái cửa này ra, mình cho lên xe rùa mình chở ra bờ suối kia mình ngồi trông cho mát, không cuối ra hết giờ mình lại mang để mình lắp lại, thế có phải tiện hơn không? Tháo cái cửa này đi thì mình không phải trông nữa, mà bê cái xe rùa này đi mình không phải gác nữa. Ôi giời, thế mà mình không đi ra. Ui giời ơi, chỉ luôn thì còn gì nữa. Giờ nó một tí là mình không phải làm nữa rồi. Tao, cứ lên tao để tao giúp cho. Ôi giời ơi, bộ tớ tao. Ui giời ơi. Bộ thế là bỏ chắc đi thế. Cậu bỏ ra tứ tháo đi. Cậu cứ bỏ ra tứ tháo quá đi. Ui giời ơi. Có mỗi cái việc này mà không làm được. Cứ ngồi đây cho nó chết cháy ra. Thôi, để tôi chở nhá. Ui giời ơi, sướng quá. Đừng rồi này, mát chưa? Sướng chưa? Quay lại, sao lại không có ai ở đây? Cửa lò thì bị tháo một bên để bỏ như thế này. Mình phải gọi điện báo quản đốc xem sao. Alo. Alo. Báo cáo đồng chí quản đốc là tôi đi kiểm tra trên mức cửa lò dương 100 thì không thấy ai chở gác ở đây ạ. Cửa lò thì bị tháo một bên. Bạn này có đàn trâu của nhà nào nó vào đây nằm tại cửa lò hút lung tung mạnh lên anh ạ. Đồng chí điện cho đồng chí nò trưởng hôm nay trực thay đồng chí phó quản đốc nghỉ xem sao. Nếu đồng chí không điện được, đồng chí phải ở lại gác trực cửa lò cho đến khi bàn giao ca 2 xong đồng chí hoàn thành nhiệm vụ. Vâng ạ. Alo, có phải đồng chí nò trưởng trực thay đồng chí trực ca một hôm nay không ạ? Báo cáo đồng chí là tôi đi kiểm tra trên mức cửa lò dương 100 thì không thấy ai trực gác ở đây. Cửa lò thì tháo ở bên cạnh. Lại có đàn trâu của nhà ai vào đây hút tung mạnh lên dưới cả cáp điện xuống dưới đèn lò. Cũng may mà tôi đến kịp nên đuổi chúng đi rồi. À, đồng chí A7 ạ? Vâng, vâng. Thế là tôi gọi điện cho đồng chí A7 ạ. Alo, đồng chí A7, đồng chí đang ở đâu đấy? Đồng chí vào vị trí sản xuất ngay đi. Thôi mày đẩy ra nhá. Thôi bây giờ mày vào đây, tao không vào đâu, tao về đây. Ơ, đi đâu đấy? Thôi, bỏ tao à? Thế này một mình đâu đắp cánh cửa làm sao được? Ơ, rồi. A7 chào anh an toàn vệ sinh viên. Có việc gì mà có A7 gớm vậy? Chào A7, còn việc gì nữa? Tôi đi kiểm tra trên mức cửa lò dương 100 mà không thấy ai chở gác ở đây. Lại gần có đàn trâu của nhà nào vào phá phách nên tôi gọi điện báo cáo quản đốc thì mới biết được đồng chí nào chở gác ở đây. Báo cáo với anh, tất cả là tại cái thằng quậy nó xui em tháo vách cửa lò này mang sang cái bóng mát để ngồi cho nó sướng. Thế là nó làm cho em ngủ quên mất. Mà trời nó cũng nóng quá nhỉ. Với lại cũng may là nó cũng chưa xảy ra cái việc gì cũng nghiêm trọng. Rồi thì cái việc nó đã như thế rồi thì em cũng xin anh đừng có báo cáo với quản đốc hộ em. Không báo cáo thì làm sao tôi biết được đồng chí được phân công trực gác ở đây. Mà đồng chí đi cùng với anh đâu rồi? Quậy ơi! Cái gì đây? Cái gì đây? Hả? Cái nhanh, gì nhanh nhanh hộ tao lắp cái cửa lại chứ không thì chết đòn rồi. Thế lại đang làm gì ra? Bây giờ hai đồng chí lắp lại cái cửa đó cho tôi. Sau đó treo lại cắp điện. Dọn dẹp vệ sinh công nghiệp. Lát về nhà xong ca gặp quản đốc cùng với tôi. Ông xui dại tôi rồi. Ôi sao mày lại nghe tao ra? Chuẩn bị vào đây xem bán kiểu bóng đấy nhờ. Ai làm cái gì? Rồi. Đúng là tỏ đã đi lừa tỏ cổ chưa? Mời tất cả các anh vào đây. Vào đây, ngày hôm nay các anh giao ca nhận danh cụ thể chi tiết như thế nào, từng công việc, từng vị trí, từng người, nhất là về đoàn trưởng trực thay, vị trí công việc ra sao, người thi hành kỷ luật, thúc đánh nước, gác cửa nò, để an toàn với sinh viên, có kiến nghị gì thì ghi bàn giao để ca 2 tiếp tục thực hiện. Báo cáo quản đốc, hôm nay tôi trực thay phó quản đốc nghỉ uống, giao ca xong. Anh quẩy đến muộn, xin ý kiến quản đốc. Tôi bố trí anh mày đi gác cửa lò và trông cái xe rùa.
Còn anh Quậy vi phạm kỷ luật của phân xưởng cho đi khai thông rãnh nước, đắp bờ. Đây là hai thành phần vi phạm chính của phân xưởng phải chịu hình thức kỷ luật của phân xưởng. Báo cáo quản đốc, tôi vi phạm nội quy của phân xưởng, được phân xưởng kỷ luật cho đi xúc rãnh nước. Nay cũng là ngày thứ ba là ngày cuối cùng của tôi. Bây giờ phân xưởng bố trí tôi vào dây chuyền sản xuất chính chưa? Báo cáo quản đốc, hôm nay em được nội trưởng giao nhiệm vụ lên trong cái cửa lò và gắn cái xe rùa. Thì hiện tại là cái cửa lò với cái xe rùa vẫn còn nguyên hiện trạng đây ạ. Thế là em cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ này đó. Hai thằng chúng mày đã lười làm lại còn lươn đấy ạ. Thôi, từ người nói một, các anh định biến cả nhà giao ca thành cái chợ hay sao? Không coi ai là gì hết. Nhưng báo cáo quản đốc, đấy là tại thằng Quậy nó xui em tháo cái cửa lò đấy chứ ạ? Báo cáo quản đốc, tại thằng mày nó lấy xe rùa đi rồi em không có xe để chở đất đá đấy ạ. Hai đứa chúng mày, đứa thì khuyết điểm, đứa thì kỷ luật, đứng đấy mà cãi nhau à, đổ lỗi làm khổ cho tao. Thôi, không nói nhiều, xảy ra có một hôm mà nó để xảy ra bao nhiêu việc, may vào không có vụ việc gì nghiêm trọng. Còn nói trưởng, hôm nay được thay báo quản đốc nghỉ, do ga nhận lệnh chi tiết chưa cụ thể rõ ràng, cắt bớt phần hướng dẫn cho công nhân. Sao lại giao cho công nhân nên trông coi và để gác cái xe rùa chứ, còn đò gác xe rùa. Anh phải giao ga nhận lệnh chi tiết cụ thể rõ ràng, đầy đủ các biện pháp kỹ thuật, giao cho người gác cửa nò là người kiểm soát người ra vào nò, đầy khi đã đầy đủ thẻ và đầy đủ trang bị bảo hộ lao động. Còn về phía công nhân anh ấy đã thi hành kỷ luật mà còn tự ý bỏ vị trí sản xuất, tự ý tháo cửa gió gây mất an toàn cho công ty cũng như của đơn vị. Đấy, tại mày xui tao tháo cái cửa gió, tao phải bổ tao chưa? Tại mày, mày lấy xe đi tao. Được không? Các anh cãi nhau thì tôi để cho anh cãi nhau hết buổi bây giờ. Là an toàn là sinh viên, tôi xin kiến nghị với đồng chí quản đốc cũng như đồng chí phòng quản đốc trực ca ngoài trường, lần sau giao ca nhận lệnh phải rõ ràng, cụ thể, chặt chẽ, đúng quy trình biện pháp kỹ thuật và có biện pháp an toàn kèm theo. Và đồng chí công nhân sau khi nhận lệnh là phải chấp hành nghiêm lệnh, không được tự ý rời bỏ cái chuyện sản xuất của mình. Không biết thì phải hỏi. Thế trên đây các anh còn có ý kiến gì nữa không? Từ ngày mai, việc giao ca nhận lệnh phải chi tiết, cụ thể, rõ ràng, đầy đủ các biện pháp, kỹ thuật, an toàn, giao lệnh cho công nhân. Không biết thì phải hỏi, thấy mất an toàn thì không làm, không thực hiện. Còn về hai công nhân, Ám Ẩy và Quế, ngày mai tiếp tục thi hành kỷ luật. Xong, về đơn vị sẽ bố trí cho các anh làm bài an toàn, đặt phân xưởng bố trí cho các anh vào dây chuyền sản xuất. Còn vụ việc hôm nay thì các anh phải chờ hội đồng xét kỷ luật cho từng cá nhân với mức độ vi phạm. Trên đây các anh còn ai có ý kiến gì thêm nữa không? Không có ý kiến gì thêm thì ngày mai tiếp tục thực hiện cho tốt. Chúng tôi xin chấp hành. Chấp hành. Xin cảm ơn, xin mời đội thi dự.